Chào mừng anh chị đến với khóa học vai trò của dinh dưỡng vi lượng và dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe của công ty Amway Việt Nam. Và mục tiêu của khóa học này sẽ giúp các anh chị hiểu được phân loại của dinh dưỡng vi lượng và vai trò của một số chất dinh dưỡng vi lượng thường gặp, hiểu được vai trò của dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe. Và trong khóa học này có các nội dung chính sau đây: 1. Vai trò của dinh dưỡng vi lượng đối với sức khỏe, và 2. Vai trò của dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe. Và xin mời các anh chị vào nội dung của khóa học. Dinh dưỡng vi lượng là các chất mà cơ thể chúng ta chỉ cần với một lượng rất nhỏ, nhưng nếu thiếu sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Các vi chất dinh dưỡng tham gia vào việc xây dựng nên các tế bào, các mô và các hoạt động hô hấp, chuyển hóa, bài tiết của tế bào, xây dựng nên hệ thống miễn dịch của cơ thể, tham gia nhiều vào cơ chế hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể, duy trì sự cân bằng của hệ thống nội môi, giúp phục hồi các tế bào, các mô tổn thương và là thành phần chủ yếu để tạo ra các hormone, các dịch tiêu hóa, v.v. Và vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ. Có khoảng 90 các vi chất dinh dưỡng khác nhau cần thiết cho cơ thể, được chia thành hai nhóm chính là vitamin và khoáng chất. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về vitamin. Vitamin là một nhóm chất hữu cơ mà cơ thể không thể tự tổng hợp đủ nhu cầu hàng ngày. Thiếu vitamin sẽ gây ra nhiều rối loạn chuyển hóa quan trọng, ảnh hưởng tới sự phát triển, sức khỏe và gây ra các bệnh đặc hiệu. Và dựa trên tính chất vật lý hòa tan, vitamin được chia làm hai nhóm: vitamin tan trong nước, bao gồm vitamin nhóm B và vitamin C. Các vitamin này chuyển hóa nhanh và dự trữ ở một lượng giới hạn do đào thải qua đường niệu. Nhóm vitamin tan trong dầu hay gọi là chất béo, bao gồm A, D, E và K, chuyển hóa chậm, dự trữ một lượng lớn ở gan. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò của một số vitamin phổ biến. Đầu tiên là vitamin nhóm B, có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng, tạo máu và hỗ trợ hệ thần kinh khỏe mạnh. Khi thiếu vitamin nhóm B sẽ dẫn đến phù, da tay chân nóng và dễ viêm, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, tinh thần không phấn chấn. Vitamin nhóm B có nhiều trong gạo lứt, các loại đậu, thịt gà, rau xanh lá thẩm, chuối, sữa, phô mát. Tiếp theo là vitamin C. Vitamin C là chất có tác dụng giúp cho cơ thể chống oxy hóa rất tốt. Nó tham gia vào nhiều hoạt động sống quan trọng của cơ thể như quá trình hình thành collagen, kích thích ruột non hấp thu sắt. Và nếu thiếu vitamin C sẽ dẫn đến hiện tượng sưng nếu răng, dễ chảy máu, dễ mắc bệnh, trẻ mệt mỏi khi hoạt động. Vitamin C có nhiều trong cam, quýt, bưởi, ổi chín, rau cải, rau muống, rau ngót, cà chua, v.v. Tiếp theo là nhóm vitamin tan trong dầu. Đầu tiên là vitamin A. Vitamin A cần thiết cho sự tăng trưởng, giúp sáng mắt, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng. Khi thiếu vitamin A sẽ gây ra quáng gà, khô mắt, loét giác mạc, gây mù lòa, chậm tăng trưởng, dễ bị các bệnh nhiễm trùng như viêm hô hấp, tiêu chảy, nhiễm trùng da. Và vitamin A trong hoa quả và rau củ, rau lá màu xanh đậm, khoai lang, cà rốt, bí đỏ, ngô vàng, xoài, đu đủ, gan, trứng sữa, v.v. Tiếp theo là vitamin D. Vitamin D giúp tăng cường quá trình cốt hóa xương. Vitamin D làm tăng khả năng hấp thụ canxi và phốt pho qua đường tiêu hóa và đồng thời hỗ trợ quá trình dự trữ trong mô xương. Thiếu vitamin D thì cấu trúc của xương bị loãng hoặc không đồng bộ. Cân bằng canxi nội môi, 1,25 dihydroxy vitamin D và hormone cảm giác còn có vai trò cân bằng mức canxi trong máu, đảm bảo cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh và cơ. Một số chức năng khác, điều hòa chức năng một số gen, tham gia một số chức năng bài tiết của insulin, hormone cảm giác hệ miễn dịch, phát triển hệ sinh sản ở nữ giới. Và bên cạnh việc tắm nắng thì cá, dầu cá, ngũ cốc, sò và nấm là những loại thực phẩm giàu vitamin D tốt cho sức khỏe. Tiếp theo là vitamin E. Vitamin E có 3 dạng, bao gồm alpha, beta và gamma tocopherol, có cấu trúc và tác dụng dược lý tương tự nhau. Có 90% lượng tocopherol là alpha tocopherol trong tổ chức và có tác dụng sinh học cao nhất nên được sử dụng nhiều trên lâm sàng. Vai trò của vitamin E đối với cơ thể giúp chống oxy hóa, tác động với quá trình sinh sản, ngăn cản sự tạo thành các gốc tự do, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, hỗ trợ chức năng miễn dịch. Vitamin E có nhiều trong các loại thực phẩm, trong các loại hạt, rau, thịt, cá, hàm lượng cao được biết đến trong một số loại hạt như hướng dương, hạnh nhân, rau bina, bơ, bí, quả kiwi, cá hồi, tôm, v.v.
Cuối cùng là vitamin K. Vitamin K bền vững với nhiệt và quá trình oxy hóa nhưng bị phá hủy bởi ánh sáng, dung dịch chất kiềm và rượu. Có 3 dạng, vitamin K1 là phylloquinone có trong thực phẩm, vitamin K2 là menaquinone được sản xuất bởi các vi khuẩn ở ruột già, vitamin K3 là menadione là một loại thuốc tổng hợp. Và vitamin K được thẩm thấu vào máu và đưa vào gan để tổng hợp nên phức hợp prothrombin tham gia vào quá trình đông máu. Vitamin K có tác dụng gắn các phân tử carbon dioxide vào các glutamate dư trên protein làm tăng tiềm năng gắn canxi vào xương. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung tiếp theo, đó là khoáng chất. Khoáng chất là các nguyên tố vô cơ, không bị phân hủy, không tạo năng lượng, cơ thể không thể tổng hợp được mà phải đưa vào bằng đường thực phẩm. Chất khoáng chiếm khoảng 4-5% trọng lượng cơ thể ở 3 trạng thái, bao gồm tạo cấu trúc cho xương răng, gồm canxi, phosphat, magie, kết hợp trong các hợp chất sinh học quan trọng như phosphor trong nucleotide, kẽm trong các enzyme hoặc iốt trong các hormone v.v. và tham gia trong các dung dịch của cơ thể như natri và kali trong máu, trong dịch nội bào v.v. Và các chất khoáng không chứa nguyên tử carbon trong cấu trúc của nó thường kết hợp với carbon chứa trong các chất hữu cơ khi thực hiện các chức năng trong cơ thể. Chức năng của chất khoáng là tham gia vào thành phần của các loại enzyme, là tác nhân trao đổi chất trong các phản ứng oxy hóa khử sinh học và chuỗi hô hấp với vai trò vận chuyển điện tử, tham gia vào thành phần các loại protein và giữ một số chức năng không oxy hóa khác. Có hai nhóm chất khoáng, gồm chất khoáng vi lượng tồn tại trong cơ thể với một lượng thấp hơn 0,005% trọng lượng cơ thể, bao gồm sắt, iốt, kẽm, đồng, mangan, v.v. và chất khoáng đa lượng có mặt trong cơ thể với một lượng từ 0,005% đến nhỏ hơn 1% trọng lượng cơ thể, chỉ trừ canxi chiếm khoảng 1,5-2%, bao gồm canxi, phosphor, magnesium, kali, lưu huỳnh, natri, clor, v.v. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò của một số chất khoáng phổ biến. Đầu tiên là sắt. Sắt là một chất quan trọng tham gia vào quá trình tạo máu và một phần cấu trúc của bộ não, cho nên khi trẻ bị thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, làm giảm khả năng phát triển thể chất, trí tuệ, giảm sức đề kháng của cơ thể đối với nhiễm trùng và giảm khả năng hoạt động thể lực. Sắt có nhiều trong gan, mề gà, lòng đỏ trứng gà, tim heo, mộc nhĩ, nấm hương, v.v. Kẽm. Kẽm là thành phần của hơn 300 enzyme tham gia các hoạt động của cơ thể, giúp tăng hấp thu, tăng tổng hợp chất đạm, tăng cảm giác ngon miệng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp trẻ tăng cường chiều cao. Và khi thiếu kẽm sẽ làm cho trẻ bị biếng ăn, dễ bị nhiễm trùng. Kẽm có nhiều trong các loại thực phẩm như sò, củ cải, đậu Hà Lan, đậu nành, lòng đỏ trứng gà, v.v. Tiếp theo là iốt. Iốt là chất cần thiết để tuyến giáp tổng hợp nên hormone giáp, giúp cho sự tăng trưởng của cơ thể, sự hình thành và phát triển của não. Trẻ thiếu iốt từ trong bào thai sẽ bị tổn thương não nặng nề như đần độn hoặc bị các khuyết tật thần kinh khác. Trẻ thiếu iốt ở giai đoạn não phát triển nhanh, đặc biệt là dưới 2 tuổi, cũng gây những hậu quả nặng nề. Trẻ em tuổi học đường nếu bị thiếu iốt sẽ giảm chỉ số thông minh, thành tích học tập giảm. Hàm lượng iốt trong tảo bẹ là cao nhất, sau đó đến các loại cá biển và các động vật vỏ cứng ở biển, nước mắm, muối iốt, rau dền, cải son, cá thu, v.v. cũng là những cái nguồn cung cấp iốt. Tiếp theo là canxi. Canxi giúp cơ thể hình thành hệ xương và răng vững chắc, đảm bảo các chức phận thần kinh và sự đông máu bình thường. Các quá trình chuyển hóa trong cơ thể đều cần canxi. Thức ăn giàu canxi bao gồm sữa, phô mát, các sản phẩm khác từ sữa, rau màu xanh thẫm, sản phẩm từ đậu, ví dụ như là đậu hũ, cá, cả xương các loại nếu có thể ăn được. Tiếp theo là phosphor. Phosphor là chất khoáng nhiều thứ hai trong cơ thể. Phosphor vừa có vai trò hình thành và duy trì hệ xương và răng vững chắc và duy trì các chức phận của cơ thể. Phosphor trong thức ăn nguồn động vật có giá trị sinh học cao hơn phosphor trong thức ăn nguồn thực vật. Tiếp theo là magie. Magie, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy rõ vai trò của magie trong quá trình tạo xương, có chức năng như một enzyme đồng yếu tố, định hình hoạt động của các enzyme trong cơ thể. Magie còn có vai trò rất quan trọng đối với nhiều chức năng liên kết, bao gồm cả sao chép DNA và tổng hợp protein. Magie có nhiều trong tự nhiên, nhất là hải sản biển, cá nước ngọt, các loại thịt, rau xanh và các loại hạt toàn phần, đậu đỗ, vừng lạc, v.v. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung thứ nhất là vai trò của các dinh dưỡng vi lượng đối với sức khỏe. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần 2, vai trò của dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe. Trong các hệ thống sinh học của cơ thể, các gốc tự do thường có nguồn gốc từ các phân tử oxy, nitơ và lưu huỳnh. Dưới tác động của các tác nhân bên trong và bên ngoài cơ thể, chẳng hạn như căng thẳng về tinh thần, thể chất, các tình trạng thiếu oxy tế bào, bỏng, nhiễm trùng, dinh dưỡng không hợp lý, môi trường ô nhiễm, v.v. Gốc tự do có thể sinh ra quá mức, gây ra các tổn thương mạng tính ở mức độ phân tử tế bào,
từ đó dẫn đến các bệnh mãn tính không lây, có thể kể đến là tim mạch, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, lão hóa, vân vân. Cơ thể luôn phát triển một hệ thống phòng thủ chống oxy hóa, có thể kể đến hoạt động của các enzyme, các hoạt động khác để vô hiệu hóa các gốc tự do. Ngoài ra, việc bổ sung các chất chống oxy hóa trong chế độ ăn có thể giúp duy trì trạng thái chống oxy hóa đầy đủ cho cơ thể. Và khi chúng ta ăn rau củ quả nhiều sắc màu, chúng ta sẽ nạp vào cơ thể các chất gọi là dưỡng chất thực vật hay gọi là phytonutrients. Chính những dưỡng chất tự nhiên này là nguồn dồi dào các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và duy trì hoạt động tối ưu của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Hiện nay có hơn 25.000 dưỡng chất thực vật được khám phá, và dưỡng chất thực vật có cơ chế hoạt động hỗ trợ tinh vi, bao gồm vô hiệu hóa các gốc tự do, giữ cho sự tăng sinh tế bào trong mức độ kiểm soát, ức chế các yếu tố gây ung thư, điều tiết các hoạt động của các enzyme, kích thích hệ thống miễn dịch và điều hòa chuyển hóa các hormone, kiểm soát hoạt động miễn dịch, kháng khuẩn, kháng virus. Và dưỡng chất thực vật phytonutrients bao gồm 5 nhóm sắc màu chính hỗ trợ sức khỏe cho các hệ cơ quan khác nhau. Rau củ quả màu xanh giúp tăng cường sức khỏe tế bào. Rau củ quả màu trắng giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Rau củ quả màu cam giúp tăng cường sức khỏe của mắt. Rau củ quả màu đỏ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Rau củ quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ. Và một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2020 đã chỉ ra mức ăn rau quả của người dân chỉ đạt 66,4-77,4% so với nhu cầu khuyến nghị của tháp dinh dưỡng cho người trưởng thành. Từ thực trạng này, chúng ta nhận thấy rằng thật khó để duy trì việc ăn rau quả sạch, an toàn với đủ lượng và đa dạng về màu sắc cho cơ thể. Điều này dẫn đến việc thiếu hụt các dưỡng chất thực vật, đặc biệt là các dưỡng chất thực vật màu tím, từ đó gia tăng stress oxy hóa và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Và rất cần thiết có những biện pháp nhằm đảm bảo lượng dưỡng chất thực vật cần thiết cho cơ thể. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung thứ hai của khóa học là vai trò của dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe. Và trên đây là tất cả kiến thức trong khóa học vai trò dinh dưỡng vi lượng và dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe của công ty Amway Việt Nam. Bao gồm hai nội dung, một là vai trò của dinh dưỡng vi lượng đối với sức khỏe. Và hai là vai trò của dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe. Chào mừng anh chị đến với học phần thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite XX của công ty Amway Việt Nam. Học phần này sẽ giúp các anh chị hiểu rõ về các thông tin lợi điểm của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite XX. Dưỡng chất thực vật là thành phần cốt lõi giúp cây cỏ tồn tại trong thời tiết khắc nghiệt. Nutrilite đã ứng dụng nguồn dưỡng chất này để tạo ra viên uống XX có lợi cho sức khỏe khi cung cấp nhiều dưỡng chất đủ 5 sắc màu từ 22 loại trái cây, rau củ và thảo mộc. Với sự bổ sung đa dạng, dưỡng chất thực vật màu tím từ hỗn hợp berry, bao gồm quả nho, quả lý chua đen, quả cơm cháy, quả việt quất, kết hợp cùng dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ quả và thảo mộc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite XX bổ sung sự thiếu hụt dưỡng chất thực vật đa sắc màu cho cơ thể tùy theo mức độ thiếu hụt của từng nhóm sắc màu, đặc biệt là từ nhóm thực vật màu tím. Với hỗn hợp Phytoprotect được sáng chế độc quyền chiết xuất từ hương thảo nghệ đậu Fava Dianta, thông qua nghiên cứu từ hơn 20.000 bài thử nghiệm trên 1.000 loại thực vật, sản phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây, rau củ và thảo mộc kết hợp với 12 vitamin và 10 khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức khỏe và nâng cao khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm được áp dụng công nghệ sấy tiếp xúc RWD Refractance Window Drying giúp phần lớn các dưỡng chất trong XX được bảo toàn trong suốt quá trình chiết xuất. Kết hợp công nghệ cô đặc, kích thước viên nén được nhỏ gọn, dễ uống, thân thiện với người dùng. Sản phẩm dành cho người trưởng thành, uống 2 lần một ngày, mỗi lần uống mỗi loại một viên cùng với bữa ăn. Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Sản phẩm sau khi mở ra để sử dụng, giữ nguyên các viên còn lại trong gói kim loại. Gập kín bao bì này và đặt lại vào khay hoặc hộp. Lưu ý, phụ nữ có thai hoặc cho con bú hoặc người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi sử dụng. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, để xa tầm tay của trẻ nhỏ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, chất tạo màu hoặc chất bảo quản. Và vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về các thông tin lợi điểm của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite XX. Hy vọng những thông tin kiến thức trong học phần này có thể hỗ trợ anh chị phát triển kinh doanh cùng Nutrilite và cùng Amway. Cảm ơn anh chị đã hoàn thành học phần và hẹn gặp lại các anh chị trong các học phần tiếp theo.